Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kết quả EF Cup hôm nay ngày 28 tháng 12, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá mới nhất. Hôm nay ngày 27 tháng 12, hai trận đấu kế tiếp ở vòng bảng đã diễn ra với những kết quả vô cùng cách biệt cho hai đội. Singapore ghi 2 bàn giành chiến thắng trước Lào, còn Việt Nam thắng đậm 3-0 trước Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình. Cả nước vui mừng chiến thắng cuối năm đầy hứng khởi. Việt Nam đại thắng Malaysia, ngay lập tức chiếm ngôi đầu bảng AFF Cup 2022. Chiến thắng 3-0 trước Malaysia nhờ vào các pha ghi bàn của Tiến Linh, Ngọc Hải và Hoàng Đức giúp cho đội tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022. Ông Park Hang-seo giữ 10 trong số 11 vị trí đã đá chính ở trận thắng 6-0 trước Lào. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ thay thế một cầu thủ, đó là Quang Hải, để nhường chỗ cho Văn Toàn với sơ đồ là 3-4-3. Đội tuyển Việt Nam muốn đẩy cao để chơi kiểm soát thế trận trước Malaysia. Tuy nhiên, Malaysia đã chuẩn bị tốt các phương án phòng ngự. Trong 20 phút đầu, đội khách giữ cự ly tốt, đồng thời hai lần có các pha tấn công chớp nhoáng ở cánh trái, nhưng lần lượt Lee Tuck và Muhammad Bin Haladi không tận dụng thành công. Đội tuyển Việt Nam chủ yếu sử dụng bóng bổng, bóng dài để khoan phá hàng thủ của Malaysia. Phút thứ 28, chủ nhà có bàn mở tỷ số, Hùng Dũng đá phạt góc chuẩn xác để Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp Việt Nam vươn lên. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Tiến Linh mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, khó khăn lại ập đến với thầy trò ông Park Hang-seo. Phút thứ 32, Văn Toàn nhận thẻ đỏ thứ hai rời sân sau pha vào bóng với Dominic Tan của Malaysia. Đội khách lấy lại thế trận và tổ chức hãm thành liên tục. Trong bối cảnh chịu áp lực, thủ môn Văn Lâm và các hậu vệ Việt Nam đã chơi tốt trong 15 phút cuối hiệp 1. Riêng Văn Lâm có 2 lần cứu thua xuất sắc trước những cú sút của Bin Haladi, giúp cho đội tuyển Việt Nam sạch lưới trước giờ nghỉ. Đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người nhưng vẫn chơi rất chủ động trong hiệp 2. Không chỉ giữ cự ly đội hình tốt, đội chủ nhà còn có bàn nhân đôi cách biệt. Phút thứ 59, Văn Hậu va chạm với đối thủ bên ngoài vòng cấm, nhưng do bóng vẫn còn trong cuộc nên trọng tài Ruiz Sato đã cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ cho Azam Almi vì phá đánh nguội. Trên chấm 11m, Ngọc Hải đánh bại đối thủ với cú sút lạnh lùng. Sau bàn thắng của Ngọc Hải, tinh thần Malaysia đi xuống rõ rệt, đội tuyển Việt Nam chiếm hoàn toàn thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 83, Quang Hải ghi dấu ấn với pha chọc khe đẳng cấp để Hoàng Đức bấm bóng tinh tế, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Đè bẹp Malaysia, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận cùng hiệu số là dương 9. Thầy trò Park Hang-seo chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 khi có cùng điểm số, nhưng hiệu số vượt trội Malaysia. Kết quả, Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia. Thua Singapore, Lào chính thức dừng chân sau vòng bảng AFF Cup 2022. Đội tuyển Lào nhận trận thua sát nút 0-2 trước Singapore tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2022, qua đó chính thức bị loại. Đội bóng đảo quốc sư tử sẵn sàng cho trận quyết đấu đội tuyển Việt Nam ngày 30 tháng 12 tới. Hành quân đến sân của Lào, Singapore nhiều thời điểm chơi bế tắc và để đối thủ ép sân. Tuy nhiên, trong một tình huống sở trường ở phút 32, Ifran Fandi có pha đánh đầu chính xác mở tỷ số cho Singapore. Sang đến hiệp 2, Singapore chơi chậm và rút nhiều trụ cột ra nghỉ, nhưng họ dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 nhờ công của Mohamad Sawan Anur. Dù Lào nỗ lực tấn công, nhưng họ không thể tạo ra cơ hội rõ rệt nào, chấp nhận thua 0-2 trên sân nhà. Sau 3 trận đấu ở vòng bảng B AFF Cup 2022, Lào chưa có được điểm số nào, chưa ghi được bàn thắng và thủng lưới 13 lần. Singapore tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng B AFF Cup với 6 điểm sau 2 trận. Đội tuyển đảo quốc sư tử còn 2 trận đấu quyết định với Việt Nam và Malaysia để có thể tìm vé vào bán kết. Kết quả, Singapore giành chiến thắng 2-0 trước Lào. Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup hôm nay, ngày 28 tháng 12. Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam sẽ là một kết quả có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua ở bảng đấu này. Các bàn thắng của Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức giúp cho đội tuyển Việt Nam có trận thắng thứ 2 từ đầu giải và 6 điểm ở bảng B. Lúc này đội tuyển Việt Nam bằng điểm cả Malaysia lẫn Singapore, nhưng Malaysia đã đá nhiều hơn một trận và đội tuyển Việt Nam được xếp trên do có hiệu số vượt trội là dương 9, trong khi hai đội thủ xếp sau đều là dương 3. Singapore có được hiệu số dương 3 sau khi giành thắng lợi không quá thuyết phục 2-0 trước Lào.
Như vậy, Singapore và đội tuyển Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất bảng ở phần còn lại của bảng bởi Malaysia chỉ còn một trận gặp Singapore, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận đấu gặp Singapore và Myanmar. Như vậy là lượt 4 của vòng bảng AFF Cup sẽ có vai trò quyết định các đội lọt vào vòng sau lẫn thứ hạng. Ở bảng A, hai đội nhất Thái Lan và Indonesia sẽ đối đầu trực tiếp, trong khi ở bảng B, Singapore sẽ đụng độ với Việt Nam. Do các trận đấu bảng B đá sau nên thậm chí hai đội tuyển của bảng đấu này có thể nghĩ tới việc chờ kết quả trận Indonesia với Thái Lan để tính xem nhất hay nhì bảng B là lựa chọn tốt hơn nhằm tránh một cặp đấu khó gặp Thái Lan ở bán kết. Trong khi đó, Lào đã chính thức cùng Brunei bị loại khỏi giải sau khi thua Singapore. Cả hai đội đều không có điểm sau những trận đấu đã qua. Philippines và Myanmar sẽ về lý thuyết chưa bị loại nhưng đều sẽ phải cần may mắn để về nhì cho mỗi bảng đấu. Malaysia lập cột mốc siêu tệ sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Malaysia vừa nhận thất bại xấu mặt 0-3 dù được thi đấu với lợi thế về quân số trong nửa giờ đồng hồ. Trận thua vừa qua tiếp tục cho thấy cái duyên trước Malaysia của đội tuyển Việt Nam dưới thời Oh Park Hang-seo. Thậm chí nó cũng giúp cho Việt Nam khẳng định vị thế là đội tuyển Đông Nam Á đáng sợ nhất của người Mã. Tổng cộng, Malaysia đã gặp đội tuyển Việt Nam 16 lần thì thua tới 12, hòa 2 và chỉ thắng 2. Với việc tiếp tục thắng ở trận đấu tối qua, Việt Nam giữ vững vị thế là đối thủ mà tuyển Malaysia giành được ít chiến thắng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Thực ra bên cạnh đó còn có Philippines, Malaysia cũng chỉ 2 lần đánh bại được đội tuyển này, còn lại họ hòa 5 sau tổng cộng 7 lần gặp nhau. Nhưng rõ ràng trong mắt người hâm mộ Malaysia thì Philippines không thể đáng sợ như đội tuyển Việt Nam. Dù sao thì đội tuyển của họ cũng chưa từng thua Philippines, trong khi đã nhận tới 12 thất bại cho mỗi lần gặp Việt Nam. Thậm chí cả 5 lần đụng độ nhau gần nhất, Malaysia thất bại cả 5 và chỉ được tổng cộng 1 bàn vào lưới của đội bóng áo đỏ. Cú đá penalty của De Paula tại vòng loại World Cup. Tỷ lệ thất bại của Malaysia trước Việt Nam lên đến 75% trong khu vực. Chưa một đội tuyển nào khiến cho người Mã phải thua với tỷ lệ khủng khiếp như vậy. Nên nhớ là Thái Lan vốn đứng đầu Đông Nam Á suốt nhiều thập kỷ cũng phải nhận tới 14 trận thua trước Malaysia. Có lại họ chỉ thắng 10 sau 31 lần gặp nhau. Tỷ lệ thua của Malaysia trước Thái Lan là 32%. Mãnh Hổ cũng thắng Indonesia tới 9 lần và chỉ thua 6, tỷ lệ thất bại ở con số 30%. Trong khu vực, Brunei, Myanmar, Timor-Leste, Campuchia cũng liên tục gục ngã trước Malaysia, chỉ trừ Việt Nam. Thống kê cho thấy dù đã tiến bộ nhưng đội tuyển Malaysia vẫn cần nhiều hơn thế để cải thiện kết quả siêu tệ mỗi khi gặp đội tuyển Việt Nam. Dù thắng Malaysia với tỷ số là 3-0 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn cao nhất. Đội tuyển Việt Nam đối giải mạch bất bại trước Malaysia với chiến thắng thứ 6 trong 7 lần gần nhất chạm trán đối thủ này. Thầy trò ông Park Hang-seo giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam chưa ở mức tốt nhất có thể. Đội tuyển Việt Nam thắng cách biệt 3 bàn và không thủng lưới. Đây có phải là một chiến thắng thuyết phục? Trận đấu này là liều thuốc thử mạnh hơn so với trận đấu gặp Lào. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không đá đúng với tiêu chuẩn của chính mình. Đối phương thì có nhiều nét tích cực, nhưng điều này chúng ta nhìn ra được từ trước và có cách đối phó. Đội tuyển Việt Nam không giữ bóng ở sân nhà, không chủ động kiểm soát bóng bởi sân không đủ tốt. Thay vào đó, các cầu thủ phát động lên trên nửa sân và thoát quả bóng đi, không để đối phương áp sát. Nhưng trong cách chơi này, đội tuyển Việt Nam có những điều chưa ổn, nhất là ở hàng tiền vệ. Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức hay Đỗ Hùng Dũng đều chơi dưới sức, không kết nối được với nhau khi cần giữ bóng để giảm nhịp chơi. Hàng tiền vệ đó cũng dùng những nhân sự khác đủ để tuyển Việt Nam giữ nhịp chứ không để bị cuốn vào lối chơi chung. Không thể dùng hàng thủ gặp nhiều áp lực như vậy. Hai hậu vệ biên có xu hướng dâng lên rất cao. Phía sau lưng Văn Hậu ở trận đấu này, Thành Trung chơi không tốt. Cả ba trung vệ của tuyển Việt Nam đều chưa tốt. Họ chậm một chút, hiếu quyết đoán một chút. Theo anh, điều gì khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể thể hiện đúng được năng lực tại trận đấu này? Trong những điểm dở, tôi cảm giác tâm lý của cầu thủ chưa tốt lắm. Tâm lý của cầu thủ có phần khinh suất, đối phương tích cực nhưng họ tiêu chuẩn thấp hơn tuyển Việt Nam. Dường như cách tiếp cận của một số cầu thủ không có sự nghiêm túc, dẫn đến việc ứng xử không đúng chính xác. Có một vài tình huống quá đà, có một số tình huống cầu thủ Malaysia lên bóng thì trung vệ của đội tuyển Việt Nam để họ lướt qua dễ dàng. Khi mà Malaysia vùng lên thì chúng ta phản ứng không kịp, nhưng đó là chuyện của hiệp 1. Cũng cần phải thấy sau giờ nghỉ thì thái độ và tinh thần của đội tuyển được điều chỉnh khá nhiều. Có nhiều sự chỉnh đốn kịp thời thì mọi chuyện tốt hơn. Đội tuyển Việt Nam chơi không tốt nhưng Malaysia vẫn có nhiều cầu thủ mới, còn khá non. Họ có thể đá tốt trong 25 phút nhưng thua ở tình huống cố định. Đây là biểu hiện của việc thiếu kinh nghiệm. Cũng cần phải nói thêm đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam phải đá thiếu người từ hiệp 1 do Văn Toàn nhận 2 thẻ vàng. Nhiều người cho rằng chúng ta may mắn vì không mất thêm người khi Văn Hậu vẫn có những cú vung tay rất thừa. Tôi cho rằng những chi tiết liên quan đến Văn Hậu sẽ rất bất lợi.
cho bóng đá đỉnh cao và điều kiện bóng đá hiện tại. Nếu AFF Cup có VAR thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Nhưng đây là thói quen mà không chỉ Văn Hậu mà một vài người khác cũng mắc, đặc biệt là cầu thủ phòng ngự. Động tác thừa chúng ta vẫn còn, đây là điều cần phải bỏ. Chơi bóng bằng sự khôn ngoan và bản lĩnh, sẽ không còn nhiều không gian để chơi bóng với những động tác thừa như vậy. Nguy cơ, rủi ro mà đội bóng hay cá nhân phải nhận là rất cao nếu như loại bỏ điều này cho bóng đá chơi và ứng xử của các tuyển thủ tốt. Một ngày nào đó đến như AFF Cup cũng sẽ có thể có VAR, các cầu thủ sẽ rất tinh quái. Hôm nay không có VAR thì họ chơi như vậy, nhưng nếu như thành thói quen và phản xạ thì sẽ khó sửa, không dễ để sửa các động tác thừa. Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận ở vòng đấu bảng, khả năng giành quyền đi tiếp liệu có đủ lớn để huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán xoay tua đội hình nhằm giữ sức. Giữ sức là điều đương nhiên cần phải tính, đây là chiến lược quan trọng với mật độ thi đấu cao tại AFF Cup. 7 ngày tới chúng ta đá 2 trận, sau đó còn vòng loại trực tiếp. Lực lượng cần được phân bổ phù hợp. Bài học của ông Park ở AFF Cup lần trước là rất điển hình rồi. Tình thế thuận lợi như hiện nay thì chỉ cần sự tính toán. Tôi nghĩ rằng việc tính toán chọn đối thủ là cần thiết nhưng không bức thiết. Việc Việt Nam và Thái Lan đứng đầu bảng ở 2 bảng đấu là khá cao. Chúng ta cứ thi đấu thoải mái bằng đúng khả năng của mình. Sau khi có được kết quả thuận lợi thì tăng cường sử dụng thêm các phương án để các cầu thủ được chơi và có phương án thay thế. Hôm nay, một số cầu thủ vào sân rồi, trận đấu gặp Singapore và trận đấu với Myanmar trên sân nhà. Tôi tin là sẽ có thêm một vài người nữa được thi đấu để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Park Hang-seo liệu có giấu bài không? Tôi nghĩ rằng khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta vừa thắng bằng các tình huống cố định hoặc tình huống có sự ngẫu nhiên, chưa phải kết quả của lớp dàn dựng, lớp lăng. Như vậy, lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ được điều chỉnh, vẫn còn những sự đột biến. Tôi vẫn chờ đợi điều này. Văn Quế có thể ra sân, Quang Hải đá chính từ đầu có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam chơi uyển chuyển hơn, kiểm soát tốt và nhiều điểm nhấn hơn. Trận đấu vừa qua, yếu tố hên xui là hơi nhiều. Có thể đây cũng là cách chơi của ông Park, nhưng ông không chắc chắn điều này. Tôi nghĩ ông Park vẫn muốn chơi tấn công, nhưng hàng tiền vệ ở trận đấu này không ổn. Còn thắng thế nào thì đều là quý cả. Tôi nghĩ hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đá đúng sức thì vẫn còn nhiều bài vở khác có thể xuất hiện. Tôi chờ đợi ở trận đấu này, nhưng ngày hôm nay chưa có nhiều tình huống phối hợp hay, tiền vệ của chúng ta có thể làm được.